đó, đúng không? Ở đây là đặc biệt, tức là tôm hùm. Tôm hùm ươn đúng không? Còn đây là móng tay sò điệp và này. Đây là tôm càng xanh nè. Đây là nắng thôi nè. Còn là tôm hùm thôi nha. Còn là tôm hùm thôi. Đây này kia nè. Đây là điểm đặc biệt ở chợ đêm Đà Nẵng nha. Đây là đường nướng. Đường nướng. Tôm hùm nữa này. Ừ, tôm hùm nữa này. Này to hơn. Con đồ ghê. Này người ta nướng rồi đang nữa. Toàn là tôm hùm thôi. 600.000 ký. Anh đây kia nè. Nhiều kia. À, không biết ai tôm hùm ở đâu thì ghé chợ đêm này nắng nha. Cái mì này các bạn hấp dẫn này coi nè. Ừ. Cá muối sống đây nè. Cá muối này bao nhiêu ký? Ký bao nhiêu? Là mình làm luôn á hả? Đi vòng một qua lại tiếp. Đây là ốc đá, đây là hầu đúng không? Ừ. Con tay. Là ốc kia. Đây là sò này. Sò sa lông này. Nè. Ừ. Sò dương là ba gì thích tôm hùm thôi. Ôi trời, này ba gì thích tôm hùm thôi. Sò nướng. Sò riêng này nè. Đây chỉ có sò riêng tiêu. Nhưng mà khách nước ngoài là nhiều đúng không? À, nhưng mà đặc biệt là tôm hùm đúng không? Toàn tôm hùm. Nướng gì ở sau không? Không sao đó. Quá. Ủa, bạn cả răng mãi. Cái đâu quên đi. Quá. Quá. Before I knew what was going on, then I usually just started on the road. Đó, thấy kìa, toàn tôm hùm thôi. Đây xuống. Năng lượng nước mình sẵn ghé xem nha. Đây là cái phủ đó. Đây chú là toàn là những khách Ấn Độ. Đúng rồi. Đây là những khách Ấn Độ. Đây cơ, King, đi tiếp. Này, chợ đêm Đà Nẵng là nổi tiếng với lại tôm hùm. Rất là rẻ. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ các bạn nha. Rẻ thì kia chắc ngon thôi. Mình ở Đà Nẵng mà cũng lâu lắm rồi mới đi vô lại cái chợ này. You want him đây là bánh xèo nữa à? Ừ. Bánh xèo nữa. Con ai không? Không. Mình cứ im lặng hà tới mình người nước ngoài kia. Nói kêu mấy em câu lòng. Đấy, cũng mắm, nướng. Nhìn hấp dẫn quá kìa. Con ghế cuộc mát rồi được ngay muốn rồi đi.
Món xèo này kia này. Cơm chiên mì xào đi anh. Em có cơm chiên này. Món xèo. Trời ơi, nhìn hấp dẫn cho kia. Trời ơi, kia. À, tôm hùm nữa kia. Đi đâu gặp tôm hùm nữa kia. Ừ, rồi tiếp nha. Nhiều đồ ăn lắm kìa. Lâu lắm rồi mình mới vô đây, đúng không? Ê, hồi xưa đến trừ mình mới vô lại. Kiên, ốc ngon kiên. Ốc này sạch với nhau. Ốc gì cũng có luôn á. Mỡ lấu mỡ nè, mỡ bông. Ốc này là ốc cá nè. Ốc giấy mà kìa. Còn là ốc tỏi. Ốc tỏi chứ. Ốc tỏi kìa. Xà lông nữa kìa. Ốc tỏi rồi nè. Ừ, các bạn hấp dẫn quá đi. Xà lông đây là ốc. Con ăn không, con ăn gì không? Ốc mỡ nữa kìa, ốc mỡ bông. Để ăn chìa. Qua một cái cục nữa đâu nướng mà nướng thì ngon lắm anh. Cái gì cục ruột hả? Đi đâu vậy Kiến? Rồi, bên đó là hết đồ ăn rồi đó nè. Bên này là mấy cái hàng à. Đây xíu thôi nha, cái này. Ừ, hàng luôn đi. Có thể không ạ? Có thể mua bị làm quà sau khi em đi làm. Ừ, cái gì à? Đây bên này là cái tờ. Ở đây là 10 ngàn, 20 ngàn. Đấy à? Đây. Cái này chắc không có gì nữa. Ra cái này đi. Ừ. Đây này. Bao con. Hả? Ừ. Chị xong đi đi rồi, em đi trả đồ kêu ấy. Các con máy bay. À, đây đây. Đồ đó trả em đi. Có một hình máy bay mình xem. Có một hình có bánh nữa kìa. Ừ. Đem lên cho nó dán cái gì. Em có e già này kìa. Ừ. Có một hình máy bay. Có e. Rồi, cái gian hàng này, này. Kiên dễ thương Kiên. Kiên mấy cái hình xếp dễ thương không ta? Đẹp cái này. À, đồ khô nè. Ai có thể mua về để làm quà. Đây là chợ đêm Sơn Trà nha. Đúng không? Có thể dùng để mua sắm. Thôi, cái này quần áo. Quần áo này thôi, không quay lại nè. Bên kia có một người giống đạo hồi là Pala kìa. Đa số là người nước ngoài. Người Việt rất là ít. Bò khô nè. Wow, bò khô rất là ngon. Hạt gì đó Kiên? Điều này con. Đây là hạt hạt dễ cười. Hạt dễ cười nè. Hạt nhân nè. Đây là hạt mắt ca. Hạt dưới mỡ. Mô hình đẹp này. Đây mô hình máy bay nữa nè. Ngoài tiếng là có chiếc của taxi luôn. Rồi. Thank you.
Rồi hết nha. Trầm Hương thấy rồi Kiên ơi. Bẻ chân dung đó. Chân dung nè. Ta hay là thử ngồi và bẻ chân dung của mình. Ta đây là bẻ chân dung của mình. Ta đây là máy 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 laser. Đúng rồi, máy laser. Máy laser đó rồi. Để cắt cái hình đó, cắt cái chữ. Cái này mua những cái này bị lập hoàng. Đó. Ừ. Là mua hình cầu rồng Đà Nẵng có thể mua về để trưng bày. Đúng rồi. Rồi, thôi bye bye nha.